Hello, xin chào mọi người. Thì mọi người ơi, hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một vật phẩm rất là đặc biệt. Thì như mọi người cũng biết là những đồ về mỹ nghệ thì có nhiều mẫu mã và nghĩa khác nhau. Nó mang những ý nghĩa phong thủy khác nhau luôn. Thì cũng theo như văn hóa của người phương Đông và của người Trung Hoa, thì bộ tam đa phúc lộc thọ là luôn là một hình tượng gần gũi nhất. Nó cũng góp phần ảnh hưởng rất là nhiều đến văn hóa và truyền thống của người Việt Nam. Nó không còn quá xa lạ đối với mọi người nữa. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người bộ tam đa được làm từ gỗ hương cao cấp. Thì mời mọi người cùng em xem bộ tam đa ngày hôm nay nha. Thì mọi người cũng biết là phúc lộc thọ là không thể nào tách rời với nhau được. Nó tượng trưng cho ba ông thần, mỗi ông là tượng trưng cho một điều ước khác nhau. Về ông Phúc thì mọi người có thể nhìn thấy được là hình tượng ông Phúc bế trên tay một đứa bé. Nó mang ý nghĩa phong thủy rất là hay, đó chính là nói về con đàn cáo đóng, nói về những người con ngoan hiền cháu thảo. Nó đem lại sự may mắn, hạnh phúc trong gia đình của chúng ta. Mọi người có thể nhìn thấy cận cảnh ông Phúc, nét mặt rất là hiền hậu, rất là phúc hậu luôn mọi người. Về phần ông Lộc thì mọi người có thể nhìn thấy là trên đầu của ông Lộc có đội cái mũ quan, trên tay thì có cầm tiền này mọi người, thì mang đến cái sự giàu có, sự phú quý, tài lộc. Nó sẽ có một ý nghĩa rất là lớn về sự thăng tiến này, sự cầu tiến trong công việc cũng như trong tiền tài. Thì ông Lộc thì gương mặt của ông cũng rất là hiền từ luôn. Nó mang một cái cảm giác là một cái vị tiên, vị thần. Về ông Thọ thì mọi người có nhìn thấy là cái bức tượng của ông Thọ nó lại hơi thấp hơn cái bức tượng của ông Phúc và ông Lộc không ạ? Tại vì ông Thọ là hình tượng của một ông già tóc bạc rồi, nên là lưng của ông Thọ sẽ hơi khòm. Nên là mọi người có thấy là cái chiều cao của ông Thọ nó sẽ thấp hơn so với hai ông thần khác. Thì ông Thọ, mọi người có thấy là trên tay ông Thọ cầm đào tiên, kể như ý, nó mang một cái nghĩa là chúc cho gia đình gia chủ có nhiều sức khỏe, sống trường thọ để hưởng được những cái phúc lộc mà được ban. Thì phúc lộc thọ là không thể tách rời nhau được, nó sẽ đi chung với nhau vì nó mang một ý nghĩa liền kề. Có phúc thì mới hưởng được có phúc thì mới người có được lộc và thọ. Ví dụ như mọi người mà thiếu vắng đi một ông thì cũng không được. Ví dụ như chúng ta chỉ có phúc có lộc mà không có thọ thì chúng ta cũng không hưởng được phúc lộc thọ đó. Nên là bộ tam đa này mang ý nghĩa cực kỳ lớn và rất là quan trọng trong truyền hóa phương Đông của Việt Nam chúng ta, rất là gần gũi luôn. Thì bây giờ chúng ta đi nhà nào đa số chúng ta đều thấy được cái hình tượng của bộ tam đa này. Thì mọi người cũng biết là bộ tam đa là được làm từ gỗ hương đá nguyên khối. Gỗ hương đá thì đặc biệt nó có một cái màu sắc là màu nâu ánh hồng rất là lạ và rất là đẹp. Đây mọi người có thể nhìn thấy nè, gỗ hương đá mà được làm nguyên khối thì rất là bền và rất là cứng chắc luôn, có rất là có giá trị trong việc mà làm những bức tượng mỹ nghệ thế này. Thì chiều cao của bộ tam đa này là 60cm, một chiều cao vừa phải thôi mọi người. Nó không quá là cao đâu, nên là rất là hợp để trong các ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta có thể để được bộ tam đa này ở phòng khách hoặc là phòng thờ thì rất là hợp. Mọi người có thấy là những cái nét đục chạm của ba ông thần này rất là điêu luyện, rất là chuyên nghiệp. Đây, mọi người có thấy không ạ? Thì từ cái phần râu cho tới cái phần bụng luôn, rất là tinh tế. Về cái phần bụng của ông Lộc này rất là to phình ra này, để chứa được nhiều tiền tài, chứa được nhiều lộc trong đó. Thì bộ tam đa bên em đang bán với giá là 5.990.000 thôi, một cái giá rất là rẻ luôn. Với so với là gỗ hương đá nguyên khối thì một cái giá này là vô cùng là hợp lý. Thì mọi người hãy đến cửa hàng chúng em tại địa chỉ là 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để sở hữu cái bộ tam đa này về với phòng thờ của chúng ta. Mọi người cùng em chiêm ngưỡng ra cái bộ tam đa ngày hôm nay nha.
mọi người hãy nhìn cận kỹ vào, từ phần râu cho tới phần chân, tới phần bụng luôn. Rất là tinh tế, nó thoát lên một cái sự nào đó là rất là phúc hậu. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Tạm biệt mọi người, bye bye.